Hello, welcome back to my channel Start the Game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên ha. Slendrina 2D. Khi các bạn vào trong ngôi nhà này, đến khi đi ra thì lại không đi ra được, và các bạn lại phải đi ra vào một cánh cửa khác. Ở đây các bạn sẽ phải giải mã ngôi nhà ma này. Có gì đây? Màu chỉ số 7, ok. Và khi đó các bạn sẽ lắc con chim này vào, và lúc này thì các bạn sẽ đi được bằng chiếc cầu thang máy. Let's go. Hey. Are you okay? Help me. Who are you? My name is Aslika. Please get me out of here. Okay, I help you. Follow me. Và mình đã thoát ra khỏi ngôi nhà ma này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slendrina The School. Món đồ thứ 5. Ok. Ở thời điểm này thì các bạn sẽ phải tìm tất cả 8 món. sẽ lắp ghép vào đây. Ok. Và lúc này thì mình sẽ lên trên tầng 3. Ở đó thì các bạn sẽ mở được cánh cửa trên tầng 3 ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng thứ 3. Let's go. Rồi, ok, tiếp tục nào. Slendrina The Cellar. dãy tiếp theo. Xem dãy này có nhiều sách không. Ở đây thì các bạn sẽ phải tìm tất cả là 8 quyển sách. Rồi, quyển sách thứ 2. Sách thứ 3. Sách thứ 6, ok. Đây là một nơi khá là rộng. Và đã đủ 8 quyển. Rồi ok. Victor Grani. lấy thì còn một chiếc chìa khóa cuối cùng. Quá cay. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rani cho tôi vào. Let's go. Đường gì ở đây? Ok. Let's go. Xem đây có gì không? Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. How of Slendrina. Let's go. Các bạn phải tìm tất cả là 8 màu giấy, lúc đó thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà ma này. khu đây. Đó, các bạn sẽ tìm mạch nó lại. Và lúc đó thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa xuống dưới tầng hầm của tòa nhà này. Ok, rồi. Và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Rồi, tầng 2, các bạn sẽ phải kiểm tra từ căn phòng 1 xem có những mẩu chìa khóa được không. Rồi tiếp tục là Slendrina The Cellar 2. Và từ cái này thì các bạn sẽ phải tìm tất cả 8 quyển sách trong mê cung này. Và trong này thì sẽ có Slendrina, bà Granny và đứa con của Slendrina. Và nó sẽ săn lùng và tiêu diệt các bạn. Đó, và cứ thế và các bạn sẽ phải tìm 8 quyển sách. Sau đó thì sẽ về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa chính. Sau đó thì sẽ những con ma này sẽ bị tiêu diệt. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. bạn sẽ phải tìm tất cả là 7 chiếc chìa khóa. Đây cần một mã số để các bạn mở. Và khi đủ 7 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ mở được một cỗ quan tài ra. Trong đó các bạn sẽ xem là có gì không. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Granny Chapter 2. Okay, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Slendrina X. Let's go. Vào tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những chiếc chìa khóa và mở hết những cánh cửa ra. Sau đó thì ở trong này có một Slendrina và những con nhện, và có một ông như kiểu đó là một con macaron. Thì ở đây thì Granny và ta bị bắt ở một cánh cửa màu xanh, và các bạn phải tìm cả một chiếc chìa khóa blue cây. Và các bạn cứ đi xung quanh, đi lên từng tầng một, sau đó tìm những chiếc chìa khóa, rồi cuối cùng thì sẽ cùng nhau để bẻ khóa và tẩu thoát này. Ok, rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.